Xin chào mọi người. Hôm nay bên mình xuất hàng cho cây này, cả cây hồng củ Sapa nhá. Hồng củ Sapa cây cái hai cái cây to này là cây của anh dâu đen anh Hưng 33 ở Hải Phòng. Chiều tối ngày hôm qua anh ấy lên mua của mình hai cây, nhưng mà cái xe của anh nó nhỏ quá, anh đi xe con nên nhỏ quá nên anh không trở về được, thế là phải hôm nay mình phải gọi xe ghép hàng trở về cho anh đấy ạ. Đây là anh ấy mua của mình là hai cây hồng cổ Sapa với cả 8 cây hoa dâm bụt như này. Đây 8 cây hoa dâm bụt. Anh ơi, anh đứng đằng sau cái dâm bụt cho em với. Dâm bụt này là dâm bụt Pháp vàng cánh kép nhá, dâm bụt Pháp vàng cánh kép. Đây cây rất là đẹp. Nói chung là cái hàng này nhà mình cũng không còn nhiều đâu. Pháp vàng cánh kép. Đây cây cao như thế này. Cây này làm nhà mình bán có 300k một cây thôi. 300k một cây. 300k nhá bạn Bình Vũ nhá. 300k một cây như thế này. Hoa này là hoa màu vàng cánh kép và hoa của nó là hoa quanh năm. Mùa hè thì chơi cây gì? Mùa hè thì trồng cái hoa dâm bụt này này. Là cái loại mà dễ trồng, dễ chơi, dễ chăm sóc nhất, nó gần như nó không sâu bệnh, nó dễ chăm hơn cả hoa hồng luôn đấy ạ. Đây. Cái livestream này nó bị mờ nhá, nó bị mờ các bạn ạ. Nên cái màu vàng của nó không chuẩn màu đâu. Ở ngoài màu vàng nó là màu vàng mỡ gà nhá. Ở ngoài nó là màu vàng mỡ gà, màu vàng tươi hơn như này. Trong cái like này không hiểu sao, không biết là mình có bấn nhầm app không mà nó bị cảm giác nó nhạt màu. Đây. Đấy cho lên xe đi anh ơi. Đây là dâm bụt vàng này. Với hai của anh Hưng, đây là cây của anh Hưng 33 anh dâu đen nổi tiếng trên TikTok ấy. Hôm qua anh đến vườn mua hai cây hồng cổ Sapa và 8 cây dâm bụt này để về anh trang trí nhà hàng của anh ấy ở Hải Phòng. Để trang trí ạ. Ở bên mình thì không làm giỏ hàng mà thôi, bởi vì cây của mình ấy, cây cối của mình nó là mặt hàng, mỗi một cây nó là một hình dáng khác nhau, nó không giống nhau y xì được. Mình mà đặt giỏ hàng thì khi các bạn nhận hàng không giống ảnh giỏ hàng ấy. Về các bạn lại kiện mình bắt đền mình, nên bạn nào mà quan tâm thì các bạn nhắn qua cái phần thông tin liên lạc mình để ở đầu kênh nhá, mình để ở đầu kênh nhà mình, hoặc nhắn cái vào phần tin nhắn của TikTok. Nhắn vào phần tin nhắn của TikTok để lại địa chỉ và số điện thoại thì mình sẽ liên hệ ạ. Đây ạ. Có ship vào Huế không? Có đấy bạn nhá. Có ship nhá, ship toàn quốc. Ship toàn quốc các bạn nhá. Bây giờ mình ra mình quay hồng cổ Sapa cho các bạn nhá. Bây giờ mình ra mình quay hồng cổ Sapa cho các bạn. Vậy sao mua được? Mọi người mua hàng, mọi người cứ nhắn tin vào phần tin nhắn của TikTok, hoặc nhắn vào cái phần số điện thoại mình để ở đầu kênh. Bởi vì trên trang này bọn mình không thể, cái mặt hàng của mình nó không giống như mặt hàng quần áo. Ví dụ quần áo size M nó là size M, màu gì đó mà nó là màu đấy. Còn cái cây của mình nó 100 cái cây, không có cây nào giống nhau cả. 100 cái cây cả chỉ là cùng tạng cây, tức là cùng tạng cây, cùng kiểu dáng cây thôi, chứ nó 100 cái cây không có cây nào giống nhau. Nên là nếu mà mình nhận theo cái ảnh đấy, khi các bạn nhận cây ấy, nó không giống như ảnh của các bạn thì rất là khó. Hello cô, chào bạn. Các bác xem like thả tin thả like cho em Thủy nhá. Em số em không hiểu sao ấy, phát like là hay bị bạn TikTok bạn ấy cấm phát like lắm. Nên là ngày trước bạn Tuân mà các bạn cứ bảo em là like TikTok đi, nhưng mà vén. Vén thì chỉ sợ cái khóa kênh. Có cây ăn quả không? Có bạn ơi. Đây là cây hồng cổ Sapa nhá các bạn nhá. Cái cây này là em quay cho mọi người là nó rất là sai hoa. Nếu mà vào độ rộ hoa trên cây nó khoảng 500 bông hoa cơ. Nhưng mà vườn em đã xén hết hoa đi rồi để nuôi cây rồi. Mỗi cây chỉ để một vài bông hoa để cho mọi người biết là đây là hoa màu gì thôi. Mỗi cây để cho mọi người biết đây là cây hoa màu gì thôi. Đây là các bạn nhìn là các cái đầu cành mình xén này. Mình cắt đi này. Đấy, để tạo tán cho cây. Hàng này là hàng tán dáng thông, dáng cây thông ấy. Là cây thông này, dáng cây quất nha mọi người nhá. Vườn em ở xóm 10 Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên ạ. Cây này là cây hồng cổ Sapa, trồng được khoảng 4 năm tuổi rồi. 4 đến 5 năm tuổi rồi. Giá của nó rất là bình dân thôi, chỉ có 1.5 củ. Thực ra thì cây này là cách đây một tháng trước em bán nó đều 2 củ. Nhưng mà trong dạo này để bán lấy tương tác thì em bán cho mọi người giá 1.5 củ thôi. Giá cực kỳ rẻ, bạn nào mua được. Cao cây nó rơi vào khoảng 2,5 m. Cao cây nó rơi vào khoảng 2,2 m cho đến 2,5 m ạ.
bây giờ rơi khoảng 2,5 mét hoa hồng cổ Sapa, là một trong những bông hồng mà dễ trồng, dễ chơi, dễ chăm sóc mà nó phổ biến nhất Việt Nam luôn đấy ạ. Cây này em quay cho mọi người chẳng qua nó đang hết hoa thôi, chứ nếu mà nó mà độ rộ hoa thì trên cây ấy, trên cây nó khoảng 500 bông hoa một cây. Ví dụ như cây này là trên cây nó phải 500 bông hoa trên một cây luôn. Tông màu hồng rất là đẹp, rực rỡ và tươi sáng. Tuổi thọ cây lâu đời mà. Có những cây nếu mà bạn nào mà chăm tốt nhá, bác nào mà chăm tốt đôi khi là các bác chết rồi, cây nó vẫn chưa chết, nó cũng hàng trăm tuổi chứ. Đợt đầu mà thị trường mà mới rộ lên hoa hồng, bọn mình chưa tìm được giống, không mua được giống để đi vào. Ví dụ như cây cổ Huế là có những cây hàng trăm tuổi vào tận Huế để khai thác chẳng hạn. Cây hồng cổ Sapa này thực ra là nó là một, cũng là một trong những giống hồng ngoại của Pháp, được thực dân Pháp mang sang Việt Nam mình từ thời Pháp thuộc, và được trồng đầu tiên tại Sapa, nhân giống đầu tiên tại Sapa, nên nó được đặt cái tên là cổ Sapa. Đấy, như cái này rất là đẹp này, dáng thông này, nhưng mà nó đang hết hoa thôi. Có hàng bé, có hàng bé nhá. Tư Mã Ý đâu tịnh thù. Tự dưng được đặt cái tên hay thế. Rồi, tán dáng thông, dáng đào nhá, hoa rất là đẹp, hoa đậm màu luôn này. Các bạn nhìn này, bông hoa rất là đẹp, đậm màu. Anh đặt cây này, anh Khoa 1102 ơi. Anh qua có ship Hải Phòng mà hôm nay nhà em ship về Hải Phòng thôi. Hôm nay ship về cho anh Hưng 33 Hải Phòng. Anh ý hôm qua lên vườn mua hai cây hoa hồng này. Đây. Mua hàng không cần đến tận nơi anh ơi. Anh mua hàng thì anh nhắn tin vào phần tin nhắn của TikTok, hoặc là anh nhắn tin vào số điện thoại em để ở đầu kênh nhá. Bởi vì ở trên TikTok này họ không cho đọc số điện thoại. Nên mọi người mua hàng, mọi người vui lòng nhắn tin vào số điện thoại ở trên đầu kênh cho em. Mọi người cứ nhắn tin vào số điện thoại trên đầu kênh này, em sẽ trả lời ạ. Nhắn tin nhá. Bởi vì gọi điện thoại này em đang phát live thì em cũng không nghe được điện thoại cơ. Cây cối là nhiều khi là mà phải nhắn tin, xong là phải thực tế, là gửi hình ảnh thực tế, xong là còn tư vấn hướng dẫn mọi người cách trồng, cách chăm sóc nó cơ. Cái hàng này thì không em, tại sao, lý do tại sao mà em không để TikTok shop là bởi vì cây cối bọn em ấy, mỗi một cây nó một kiểu dáng khác nhau. Nó chỉ có thể nhận tặng thôi, chỉ nhận tặng cho mọi người thôi, chứ còn mỗi cây nó một kiểu dáng khác nhau. Nếu mà mình để TikTok shop thì đến khi mà khách nhận được hàng nó không giống như ảnh ở trên TikTok thì mọi người lại kiện em thì chết. Ship anh 2 cây nhỉ? Ok. Mọi người mua hàng cứ nhắn tin vào cái số điện thoại mà đuôi 210 nhá. Vâng vâng. Đây rất là đẹp này. Hoa đẹp chưa? Rất là đẹp luôn. Đây là hoa hồng cổ Sapa nhá, hoa hồng cổ Sapa. 1.5 củ ạ. Có lựu không ạ? Có đấy bạn nhá. Lựu thì nhà mình có hàng 3,5 củ với cả hàng 15 củ. Mọi người quan tâm thì mọi người cứ thông tin vào phần mình để thông tin liên lạc ở đầu kênh, mọi người nhắn qua đấy cho mình ạ. Đây ạ. Hàng cổ Sapa là hàng tán đào, tán thông nhá. Tán nó giống cây thông Noel ấy. Các bạn nhìn cây nó rất là đẹp. Cao cây này nó là 2,5 mét. 2,5 mét nhá các bạn nhá. Vào tán của nó là 1,2 mét. Tán của nó 1,2 mét nhá mọi người nhá. Lựu 3.5 củ, mọi người cứ nhắn tin vào giúp em, nhắn tin vào số điện thoại em để đầu kênh ấy nhá. Em ở Văn Giang, Hưng Yên ạ. 1,5 củ nhá. Cảm ơn bạn Nguyễn Văn Lam đã chia sẻ phiên live ạ. Cảm ơn bạn Nguyễn Văn Lam. À, những cây mà xịt sơn như này là những cây em nọc ra. Những cái cây xịt sơn như này là những cây đẹp, nọc ra để bán. Những cây mà xịt sơn thế này là những cây nọc ra để bán, cây đẹp nhá. Còn những cây mà không xịt sơn là những cây nó kém hơn, để em giữ lại tại vườn em nuôi. Em giữ lại tại vườn em nuôi, mọi người hiểu không? Thưa bông quá, không phải là thưa bông. Cây nó vừa xén vừa hết một nứa hoa thì mình xén cây đi thì trên cây nó sẽ không có bông. Hoa là nó như này này. Hoa nó không phải giống như cái hàng khác. Ví dụ cái áo bạn để từ tháng 1 sang đến tháng 12 nó vẫn là cái áo size M, thì nó vẫn là size M. Nó không có sự thay đổi, nếu mọi người cứ để nó trong túi bóng đi đâu thì nó mới hàng chục năm nó vẫn là cái áo. Nhưng mà cái cây của em là khi cây nó đang rộ hoa thì nó lại là cái cây đang hoa, mà khi nó tàn hoa rồi thì em xén đi thì nó hết hoa. Thì nó lại không giống nhau, nhìn nó đã thấy nó không giống nhau rồi. Cây là mặt hàng cây cối là như thế. Mặt hàng cây cối nó là như thế, nó có đặc điểm là như thế nhá. Không phải là ít hoa đâu, mà nó hết nứa hoa rồi thì mình phải xén đi thì trên cây nó sẽ không có hoa. Bọn này là bọn vừa mới hết nứa mà. Đây là mọi người nhìn hoa xén đi, cắt để dụng nó héo đầy gốc cây này. Đấy. Đây. Mọi người thấy không?
Đây. Hàng này là hàng phân khúc là 1 chấm. Ông với bà nói liên tục giống nhau dần. Hàng này là hàng hàng 1.5 củ. Thì bọn em nghề của bọn em là bán hàng online mà, bán hàng livestream mà. Nên là phải nói nhiều chứ thì chẳng em nên bán hàng là cứ ngồi đừng ngồi im mà quay cho khách là không nói năng gì. Khách này bảo là có mồm ăn mà không có mồm nói. Cây nhỏ em có hàng 1.2. Cây nhỏ em có hàng 1.2 củ nhá các mọi người nhá. Mọi người quan tâm cứ nhắn tin vào phần tin nhắn ấy, lát em trả lời ạ. Cũng vì bán hàng mà thôi. Đây ạ. Có xưa giống không? Có đấy bạn nhá. Hôm nay con cái Thủy bán hàng thay thằng Tuân à. Không nhìn mặt sao biết người. Nhìn mặt rồi còn không, nhiều khi còn không biết người ấy chứ. Đây. Hàng này là hàng Thủy Bích chào anh cái. Đấy, đấy, đọc cả tên bố mình ra. Ông này nguy hiểm thật. Nguy hiểm quá. Có ông nào đọc cái tên bố mình ra này chết dở. Xếp quả tư mai ý ra bán đây. Em có giống táo nào không? Em không. Em không anh Long truyền TV ơi. Muốn xem mặt con cái Thủy thêm như thế nào. Ui trời ơi. Mặt em thì mẹ xấu nhất cái đất nước Việt Nam này rồi. Xem mặt để làm gì. Những cái bà bán cây ngày nào cũng ra đường đứng dãi nắng dầm mưa. Với cả ngày ngày dãi nắng dầm mưa. Ngày thì đi tưới. Ngày thì đi bốc cất trồng trồng cây. Lấy đâu ra mà xinh. Bà Hải còn khỏe không mày? Bà ta mất rồi mà. Đây. Nói chung là mình cũng không biết là bạn Tư Mã Tuân nhà các bạn. Bạn ấy đang ủ mưu gì mình không biết. Đây. Rất là đẹp nhá. Cho xem nịu đi chị. Nát nữa. Nát nữa. Bây giờ đang quay hoa hồng cổ mà. Hoa hồng cổ nhá. Cái hàng này thì hết hoa rồi. Bây giờ mình tắt. Mình tắt nhá. Tao Nghị đây. Nghị là đứa nào đây? Mẹ lắm bạn quá. Tiếc nhớ đứa nào đứa nào. Mình kiểu trí nhớ kém ấy. Trí nhớ tồi tồi tệ luôn. Xong hình như là từ ngày đi học tốt nghiệp đến giờ chưa được ngày là chưa được lần nào đi họp lớp thì phải. Chưa lần nào mình đi họp lớp. Tuân chuẩn bị bán nước hoa rồi. Cái việc Tuân chuẩn bị bán nước hoa rồi. Việc bán nước hoa thì chắc chắn là không. Em không có niềm đam mê với nước hoa. Chắc chắn là sẽ không bán nước hoa nha mọi người nhá. Không phải nói trước đâu, khẳng định đấy ạ. Em chỉ có niềm đam mê với cả hoa cây cảnh thôi. Hồng cổ là 1.5 củ nữa các bạn nhá. Hồng cổ Sapa. Mình làm nông dân mà. Chắc chắn sẽ không có chuyện mà đi bán nước hoa đâu. Đây. Cổ Sapa. Cổ Sapa là một trong những tông màu đẹp nhất đấy ạ. Một trong tông màu đẹp nhất nhá. Giá bán tại vườn chưa bao gồm cước vận chuyển nhá. Giá cây này giá cũ của nó 2 củ. Em bán trong cái line này em bán có 1,5 củ thôi. Mọi người nhìn cái gốc của nó to như này cơ mà. Đây mọi người nhìn cái gốc rất là to nhá. Gốc hai đầu ngón tay luôn này. Gốc hai đầu ngón tay của em, ba đầu ngón tay ấy. Giá bán tại vườn nhá. Chờ em nát em lấy cái thước em xì xoẹt qua cái vanh ấy nhá. Có cổ Hải Phòng không chị? Có cổ Hải Phòng hàng 150 cành. Cao cây khoảng 1m4, 1m5. Có cổ Hải Phòng hàng 150k một cây, cao cây 1m4 đến 1m5 và bán từ nhận nhận cây, bán từ ship từ 10 cây. Cái hàng này hàng hàng rẻ tiền mà, những cái hàng mà rẻ tiền thì các bạn rủ nhau mua chung nhiều nhiều lên một tí nhá để mình ship nhá. Chứ tại vì hàng đấy bán không có công mấy đâu, không có lãi mấy đâu. Đây này. Đường kính gốc của nó là 4 phân nhá. Bạn Thủy rất xinh, mình có số lô ra và có ảnh rồi, cảm ơn bạn. Cổ Huế không? Có cổ Huế ạ. Có cây là mộc ta hoa tàu không ạ? Mộc ta hoa tàu thì chịu rồi. Cái này thì em cũng khó để mà đây. Thoát thân là 32 phân. Thoát thân là 32 cm ạ. Có hoa giấy không em? Có nhá. Lát em ra vườn em quay hoa giấy nhá. Bây giờ em tắt cái like này bây giờ. Để hôm nay quay một loạt cổ Sapa đi. Vẫn còn đang ế đầy cổ Sapa này. Mỗi người ủng hộ cho một cây cổ Sapa này để ra để bán hết vườn cổ Sapa này còn đi bán hàng khác. Ship về Yên Khánh Linh Bình là bao nhiêu? Ship một cây này về Linh Bình nó rơi khoảng 400k nhá.
ship về khoảng 400k. Mọi người ơi, bây giờ em tắt like xong là mọi người đừng đừng rời rời máy nhá. Khoảng 5 phút nữa em lại phát lại. Em lại phát lại luôn. Em vẫn còn một cái vườn Sapa nữa ở gần gần đây, cách đây có một phút đi thôi. Ship vào Nam, ship vào Nam thì thế nào? Vào Nam thì bọn em sẽ giao hàng dọc quốc lộ 1A, ship xe tải nhá, ship xe tải giao dọc quốc lộ 1A. Thì giá cước của nó là 400k một cây, giao đến tận Sài Gòn, các bạn ở Đà Nẵng cũng là 400k, mà các bạn ở Quảng Nam, Quảng Ngãi rồi là các bạn ở Huế hoặc là các bạn ở Sài Gòn hôm nay là Bình Dương cũng là 400k nhá, bởi vì mình tính theo chuyến ấy. Xe người ta tính theo chuyến thì người ta đi, người ta giao hàng cho các bạn ở Đà Nẵng rồi. Thì người ta vẫn phải chạy xe không ở tại Sài Gòn cơ. Nên cứ tính là cứ giao dọc quốc lộ 1A là 400k, giao dọc quốc lộ 1A đấy ạ. Giao dọc quốc lộ 14 cũng là 400k, mà giao dọc quốc lộ 20 cũng là 400k. Đang đông khách tắt làm gì? Cố nát quay lại luôn mà, quay lại luôn trong vòng 1 phút. Đi xe máy cho nhanh, chứ còn vườn rộng này mà đi bắt em đi bộ chết em. Em tắt luôn thôi, là em tắt luôn thôi, em quay lại cái vườn cổ Sapa. Có một vườn cổ Sapa nó nhỏ hơn, ít tiền hơn, bình dân hơn để cho phục vụ những bác mà mình nhà mình nhỏ này, sân mình hẹp này, mình không trồng được cây to, tiền mình ít thì mình trồng sang cái hàng đấy nhá. Tại vì nhiều bác cũng hỏi em hàng nhỏ lắm. Bây giờ em ra quay cho một cái hàng nhỏ phục vụ các bạn mà ít tiền nhá. Có khách Chí Linh Hải Dương có mà. Chí Linh Hải Dương thì em cũng nhận cây này là 300k thôi. Mà Cảnh Lâm Tân Việt thì cũng là 300k. Nó người ta là theo chuyến nhá, chứ không phải là gần hơn để các bạn ít tiền hơn đâu. Theo tuyến đường ấy. Theo tuyến đường nhá. Chị là vợ Tư Mã à? Bạn đời. Lọ nhau nên phải ở với nhau, nhưng mà vợ chồng thì đâu. Ngày xưa đã xác định ông Tuân, ngày ông ấy theo ông ấy kiểu tu hành mà tu kiểu lửa mùa mà. Ngày xưa ông ấy ước mơ đến năm 35 tuổi là ông ấy tìm cái chùa nào đấy thì ông ấy lên ông ở. Ngày xưa là xác định là sống với nhau đến năm 35 tuổi thì sẽ coi nhau như hai người bạn. Ngày xưa là sống đến năm 35 tuổi thì sẽ coi nhau như hai người bạn đấy. Sống với nhau như hai người bạn thì ông Tuân ông xác định là ông năm 35 tuổi ông lên chùa, ông tìm cái chùa nào đấy để ông ở cơ. Ông bảo kiếp trước ông làm trụ trì của chùa. Kiểu nhưng mà chắc là kiếp này ăn ở không ra gì, nó không được làm trụ trì. Ông anh em buồn. Ô thật. 1.5 củ bạn Thành ơi, 1.5 củ ạ. Ngày trước ông này ông ấy cũng kiểu mọi người biết tại sao trong cái live stream của ông Huấn mà vợ của ông Huấn với cả mọi người họ phỏng vấn một cái bà hàng xóm mà bà ấy bảo là ông này bị dở không? Ông Tuân này. Và thằng này nó dở, người ta nghĩ như thế, đấy, trong làng có nhiều người nghĩ như thế đấy. Trong làng nhiều người nghĩ là ông ấy bị dở. Có một thời gian là ông ấy ở nhà ông ấy 5 năm liền nhá, không phải có một thời gian đâu để kể cho mọi người một tí rồi là sao bắt đầu em mới sang vườn kia. Để em kể cho mọi người nhá. Em kể cho mọi người nhá. 5 năm trong thời gian mà lấy nhau 5 năm đầu là ông Tuân ông ấy không bước chân ra khỏi cửa nhà. Ngày xưa ông ấy cũng chơi bời cờ bạc đủ các thể loại đấy. Xong là ông ấy phá của mẹ ông ấy rất là nhiều tiền, xong là bỏ. Ngày xưa mẹ ông ấy là có điều kiện nhá, giàu nhất làng luôn. Để tôi bật mí cho các bạn biết, ông Tuân là không phải là người đi lên từ nghèo khó đâu nhá. Ông Tuân là người nhà ông ấy, mẹ ông ấy là giàu nhất làng. Nhất nhì của cái xóm luôn ấy. Mẹ bán thuốc nhà có phòng khám, giàu nhất nhì của xóm luôn. Nhưng mà ông ấy chơi bời cờ bạc ở trên Hà Nội ấy. Xong rồi ông ấy bỏ về. Em nói đúng nhá, hoàn toàn là sự thật. Không phải phốt, nó nói sự thật. Thế là ông ấy bỏ về. Ông ấy bỏ từ trên Hà Nội về, nhưng ông Tuân là ông ấy giỏi, cầm kỳ thi họa ông ấy cái gì ông cũng biết. Cầm kỳ thi họa cái gì ông cũng biết luôn. Ông ấy bỏ ở từ trên Hà Nội về, nhưng ngày xưa nhà có cái nhà trên Hà Nội mà. Bà già mua cho một cái nhà trên Hà Nội. Xong là bỏ từ trên Hà Nội về, ông ấy ở trong nhà 5 năm liền. 5 năm liền không bước chân ra khỏi cửa nhà một bước. Chỉ có ngồi ở cái cửa ban công ấy, suốt ngày ôm cái máy tính, xong là ông ấy sáng tác văn thơ mà. Ông này ông giỏi lắm, ông ấy là cử nhân đại học sư phạm khoa toán. Nhưng là rất giỏi viết văn. Cử nhân đại học sư phạm Hà Nội 1 nhá. Khoa toán,
nhưng lại giỏi sáng tác văn chương đấy. Ông xin mẹ ông ấy là mẹ ông cơ bản là mẹ ông ấy no cho ông ấy đi là đi dạy ở trường cấp 3 đấy, chạy chạy 300 hay 500 triệu để vào đi dạy học ấy, nhưng ông ấy không đi dạy. Ông ấy xin mẹ ông là thôi mẹ cho con làm lại là con sáng tác văn. Ước mơ của ông ấy rất hoài bão, rất là lớn, tức là sáng viết kịch bản phim. Ước mơ của ông ngày xưa là sáng tác kịch bản phim nha mọi người nhá. Sáng tác kịch bản ấy để dựng thành phim. Suốt ngày ông bảo mình em ơi anh sách thành công rồi nhưng chả thấy thành công mẹ gì. Em anh sách thành công rồi, viết 5 năm liền viết viết văn viết thơ mà ông không ra khỏi cửa nhà nhá, toàn ngồi ở cửa ban công thôi. Lỡ nhá, ông Sơn hàng xóm ấy, ông ấy còn đặt cho biệt danh là thằng này là công an xóm, cả xóm không bao sợ mất trộm. Bởi vì nhá, sáng cứ 7 giờ mình dậy đi làm, mình dậy đi làm thì ông bắt đầu ông ấy đi ngủ. Thằng lúc nào mình đi ngủ thì ông ấy dậy. Ông dậy ông thức cả một đêm luôn, ông không ngủ. Cái đồng hồ sinh học của ông nó bị lệch so với người khác. Là đêm ông ấy cứ ngồi ông sáng tác văn thơ và văn chương ấy. Thế là ông ấy cứ ngồi ở cái ban công trước cửa nhà, ông ngồi sáng tác ở đấy. Thế là mọi người ở xóm đều đặt cho ông là công an xóm, mà xóm không mà sợ mất trộm. Bởi vì có một thằng nó thức nó trong nhà hộ mà. Có một thằng nó thức nó trong nhà hộ. Thế lúc nào như nào để em kể tiếp. Em đi ra đường nhá, ai cũng treo em bên này này. Xin chào vợ nhà thơ. Mọi người đều gọi em là vợ của nhà thơ, mới gọi vợ của nhà văn. Nhìn đi đâu mà người ta chào không phải là mà người ta chào như thế, không phải là người ta chào khen mình đâu, mà người ta chào đều mình ấy. Người ta chào đều mình ấy, người ta đều gọi mình là vợ nhà thơ thôi, mới là vợ nhà văn. Thằng nào đấy nào là những người ta trêu, của những người mà nói xấu sau lưng ấy thì người ta đã bảo mẹ con này nhìn mặt mũi không biết nỗi nào mà lấy về thằng dở. Nhà vườn Đức Hà, ok. Xong mọi người cứ bảo là mẹ con này còn nhìn mặt mũi không đến nỗi nào mà lấy về thằng dở. Thế là đấy là lý do mà trong làng đến bây giờ vẫn nhiều người không hiểu ông ý là vẫn nghĩ là ông ấy bị hâm ấy. Cái Thủy đâu nói xấu quá đâu, nói sự thật ấy. Nói xấu đâu, nói sự thật mà. Em đều nói sự thật đây. Ship Vĩnh Phúc bao tiền chị? 1.5 củ nha bạn nhá, 1.5 củ. Đấy là lý do mà hôm vừa rồi ông Huấn và ông ấy về, ông ấy quay livestream ấy, thằng là vợ ông Huấn bà Linh bà ấy bảo là cái thằng này nó bị dở ấy, hàng xóm mà nó còn bảo nó bị dở. Đúng là có là nhiều hàng xóm người ta không cần không biết ấy. Người ta không biết mà, bởi vì ông ấy toàn thức đêm. Cứ 7 giờ sáng mình dậy đi làm thì ông ấy 7 giờ sáng ông đi ngủ, xong là chiều mình 5 giờ mình đi làm về thì ông ấy lúc đấy ông bắt đầu ông ấy ngủ dậy. Xong là ông bắt đầu ông ấy ăn uống ăn cơm, nói chung là ông ấy như một con ma xó luôn. Ông chồng có kịch bản chưa? Kịch bản mẹ gì đâu. Mai sau ông Tuân thành thầy bói. Nhưng mà ông Tuân thì ông ấy tự học, khả năng tự học của ông ấy cao lắm, em nói thật luôn, khả năng tự học cực kỳ cao luôn. Khả năng tự học rất là cao. Tự học và khả năng tự... Cái Thủy ngày xưa học giỏi toán với tiếng Anh kết hợp với Tuân đáo đầu thì đỉnh rồi. Nói thật là nhà mình nói chung là chả ai học tốt cả. Kể cả như em gái chồng ấy, em gái của chồng nó cũng một siêu cao thủ luôn. Cũng một siêu cao thủ luôn. Em gái chồng đang nhà báo. Ông này đầu óc nó không bình thường mà. Thôi đợi em tắt này, em tắt này đi. Thôi là em xuống kia em quay vườn dưới kia nhá. ông Tuân kể có thể anh nghe kinh Phật không? Ở phòng riêng thì ở từ ngày lấy nhau về là đã ở riêng. Nói ra mọi người bảo là nói phét, nhưng mà từ ngày lấy nhau về đẻ được đứa con đầu lòng phát là bọn em đã ở riêng luôn rồi. Đẻ ra thằng Nguyên cái là bọn em đã... Từ ngày 1.5 củ mọi người ơi, 1.5 củ nhá. Từ ngày lấy nhau về là bọn mình đã ở riêng rồi, chứ bọn mình không ở chung, có ở chung phòng đâu cả. Bây giờ nhá, mọi người xem live của ông ấy có bao giờ thấy sự xuất hiện của mình đâu. Ông ở trên gác tầng 2 ấy, mình ngủ với thằng cu ấy. Như kiểu duyên nghiệp đến với nhau đấy chứ. Đã bảo rồi, đến năm 35 tuổi sống với nhau như hai người bạn, bây giờ đúng là thật là như hai người bạn luôn. Không khác người bạn là mấy. Thôi để em tắt live xong là nát nó kể chuyện tiếp nhá. Chuyên mục là nói xấu chồng phần 2, lát kể chuyện tiếp. Bây giờ em tắt like, thằng em xuống kia em quay vườn kia cây đẹp lắm. Phát like vườn kia mấy con người chốt đơn.
Em xin phép tắt đây. Tắt chỗ nào nhỉ? Chết giờ không biết tắt.